Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2017, thứ năm tuần 26 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Như Chiên Con. Lời Chúa trong sách Luca chương số 10 câu 1 đến 12. Khi ấy Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy. Bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi. Chúng tôi cũng xin dụ trở lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy, thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Lời suy niệm. Đức Giêsu sai các môn đệ của mình đi trước từng hai người một vào mọi thành phố và mọi nơi Ngài sẽ đến. Sứ mạng dọn đường này không dễ chút nào. Đức Giêsu biết rõ những hiểm nguy và chống đối đang chờ đợi họ. Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Chiên con trở nên hình ảnh của người môn đệ, yếu đuối, không có khả năng chống cự khi gặp sự tấn công hung hãn. Chính Đức Giêsu cũng là chiên con được Thiên Chúa sai đi. Chính Ngài cũng như chiên bị đem đi làm thịt. Như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người môn đệ được sai vào thế giới mãi mãi thấy mình mong manh, trước thế lực tưởng như không thể thắng nổi của sự dữ. Nhưng người môn đệ lại không được trang bị nhiều, không túi tiền, không bao bì, không giày dép. Dù đó là những điều bình thường thiết yếu cho một cuộc hành trình. Chính vì thế họ buộc lòng phải cậy dựa vào người khác. Mà không phải ai cũng có lòng, ai cũng vui vẻ đón nhận. Như thế là chấp nhận liên tục bấp bênh, liên tục kệ dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhà của các tín hữu là nơi hoạt động của người môn đệ. Căn nhà là nơi các môn đệ được trú ngụ, được chia sẻ bữa ăn. Họ sống gần gũi như người trong nhà, như người thợ làm việc. Nếp sống giản dị và siêu thoát của họ phải được bày tỏ qua việc chấp nhận mọi đồ ăn, thức uống người ta dọn cho, cũng như việc không đi tìm một căn nhà khác tiện nghi hơn. Ngoài ra, các thành phố cũng là điểm đến của họ. Nhưng dù là vào một căn nhà hay vào một thành phố, thái độ của người môn đệ đều rất tích cực và thân thiện. Họ chúc bình an, chữa bệnh, loan báo nước Thiên Chúa đã đến gần. Họ cũng khiêm tốn chấp nhận bị từ chối. Khi ơn bình an không được đón nhận, lời loan báo không được lắng nghe. Những lời dặn dò của Đức Giêsu ngày xưa bây giờ vẫn còn giá trị. Chúng ta vẫn tiếp tục được sai vào các thành phố hôm nay. Có biết bao người cần được chữa lành về thân xác, tinh thần, với những thứ bệnh mới của thời đại được coi là văn minh. Có bao người cần được nghe một lời đem lại cho họ đời, họ chút hy vọng,
được sai vào thành phố thế kỷ 21 để rao giảng. Thật là một thách đố. Làm sao ta có can đảm nói về nước trời cho những người vô tín và những người bị cuốn vào cơn lốc của vật chất và khoái lạc? Làm sao nói về đấng vô hình khi nhiều người chỉ tin vào cái hữu hình? Người môn đệ hôm nay vẫn phải lại gần con người để chia sẻ cuộc sống. Như xưa các môn đệ đã sống chung, ăn chung và làm việc như một người thợ để phục vụ. Giáo hội vẫn cần xin nhiều thợ hiền lành và can đảm để đến với thế giới. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen.